tác giả của đầu truyện Đình Đám Lời Nói Gió Tháng Tư là ai? Đó chính là tác giả Naoshi Arakawa. Theo My Animalist thì tác giả sinh vào ngày 7 tháng 3 tại Nhật Bản. Tác phẩm debut của tác giả được ra mắt vào năm 2007 có tên là A School Frozen in Time. Tác giả tham gia bộ này với vai trò là họa sĩ bé minh họa. Cùng tôi điểm qua một số ấn phẩm nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của tác giả nhé. Mở đầu chúng ta có một đầu truyện có tên là Sayonara Football được ra mắt vào năm 2009 và phần hậu truyện của đầu truyện này có tên là Sayonara Watashi no Grammar được ra mắt vào năm 2016. Cả hai bộ này thì cũng đã có phiên bản anime chuyển thể, các bạn có thể tìm và xem thử. Đến với đầu truyện nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Lời Nổi Gió Tháng Tư thì đầu truyện này đã được ra mắt lần đầu trên tạp chí Monthly Shonen Magazine vào ngày 6 tháng 4 năm 2011 và chính thức kết thúc vào ngày 6 tháng 2 năm 2015. Tổng cộng gồm có 11 tập truyện. Đầu truyện này cũng có riêng cho mình một ngoại truyện được ra mắt vào năm 2016 và một ấn phẩm light novel được ra mắt vào năm 2014. Và tác phẩm mới nhất hiện tại của tác giả mới được ra mắt gần đây luôn á các bạn, có tên là Bajo no Orion. Truyện đã được ra mắt chính thức vào ngày 10 tháng 1 năm 2024 và đó chính là câu trả lời cho thắc mắc.